Vào ngày 10 tháng 12 tới đây, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ y tế giữa quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc diễn tập nhằm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc về việc hỗ trợ một quốc gia khác bị thảm họa thiên tai vượt quá khả năng ứng phó, cũng như thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Hôm nay, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập này. Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được lựa chọn tổ chức diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ y tế giữa quân đội hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Đến thời điểm này, Tổng cục Hậu cần phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chính quyền thành phố Móng Cái đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đón tiếp chu đáo lực lượng diễn tập của ta và bạn, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân địa phương về ý nghĩa của diễn tập. Chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất nơi diễn ra, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch cũng như là đảm bảo các cái điều kiện hậu cần khác liên quan đến nội dung diễn tập quân y giữa hai nước. Diễn tập chung lần này, quân y Việt Nam và Trung Quốc mỗi nước cử một bệnh viện dã chiến cấp 2, đầy đủ các phòng chức năng như phòng khám, hồi sức cấp cứu, phòng mổ, khu vực chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, xe xét nghiệm cơ động, xe phẫu thuật cơ động truyền hình trực tiếp về bệnh viện trung ương tuyến cuối của hai nước để tham vấn chuyên môn đối với những ca bệnh khó. Đây là một cái cuộc diễn tập về tính nhân đạo, đặc biệt là cứu nhân dân thảm họa, nào là sóng thần, nào là dịch bệnh, nào là sụp đổ công trình, và sẵn sàng đối phó mọi tình huống khi xảy ra trong nước và sẵn sàng hỗ trợ cho quốc tế. Và đây là cuộc diễn tập mà đã được hai bộ quốc phòng thống nhất và chỉ đạo trực tiếp, qua đó để mà chúng ta vừa diễn tập, chúng ta vừa rút kinh nghiệm và nâng cao trình độ của quân y hai nước. Và hiện nay thì cái công tác chuẩn bị của diễn tập đã tôi thấy rất đầy đủ rồi, và tôi tin rằng cuộc diễn tập chúng ta đã thành công và để lại tình cảm giữa hai quân đội và dân hai nước. Lực lượng quân y Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành hợp luyện các phân đoạn để sẵn sàng cho cuộc diễn tập diễn ra vào ngày 10 tháng 12 tới. Cuộc diễn tập lần này nhằm đẩy mạnh sự giao lưu sâu rộng và thiết thực giữa quân y hai nước, rèn luyện quân y hai nước qua thực tế để có thể sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc trong việc sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia gặp thiên tai và thảm họa.